vô. Ông chạy yếu lắm mà không lên được là đúng rồi. Để chạy miệng đào. Gió thì có gió nhưng mà chạy mạnh rồi chứ yếu thế thì sao lên được. Đó ông tôi lệch thế. Con này lần trước ông thả lên rồi nhỉ. Đi dược chi nhỉ. Ông thả lần trước lên chưa? Thế lên rồi giờ chỉ không là lặng đuôi mới lặng đầu lặng đuôi thôi nhỉ. Nó lặng đuôi, nhẹ đuôi. Vâng, chưa có đầu, chưa có đuôi. Sao ông không làm đầu làm đuôi đi? Ông phải làm cả sáo cả đuôi đi thì nó mới. Vâng. Đừng có sáo nhà rồi bán hết rồi. Thế ông phải đeo vào chứ. À, ý là mình đeo vào thì sợ nó kiểu thả lên không lên nó hỏng gì. Vâng. Sao mất được? Sao lại mất được? Chập xuống à? Chập xuống xong rơi xong này lấy mất á? À vâng. Được rồi, ông ơi đi chọc giữ cho đây. Ông ơi. Máy ra đây, máy ơi. Nhiều hồi dài quá, nữa. Ông làm rộng quá. Này, máy ra giữ cho bố để bố giữ cho ông. Này, cầm. Đây, cầm nuôi đây. Nuôi tận ngoài. Nuôi được kia. Được rồi, lên. Đứng ra đây để đứng bên này quay đâu của ông cả ra đây. Ôi mèo, xin lưng ngã đây. Ông ơi, ông gì nữa đi. Ông
con bắt nhiều lúc cho chị đi nữa nè. Xin lỗi nha ông. Lui vai lui. Nào được ông cầm đi, mai cầm ông cầm các đồ nhá, để bác ông cầm chuẩn bị ăn lút chứ. Thank you.
Chậm chậm đi, chậm chậm ở trên đi, trên cái đấy. Chậm chậm thôi, ở trên cái đấy. Trên cái bờ ấy, đừng đừng dẫm vào cái bạt. Lội mũ vào, rơi mũ vào. Lội mũ vào không? Trên trên cái bạt nữa, không gần quá. Đấy. Ôi thôi được, từ rồi.